dàn sương hước ra, cho nên Đức Chúa Giêsu đau lòng. Đoạn nó lại kéo hai chân xuống cho đến lỗ nó làm đa sẵn mà chạy xuống đất rồng rồng. Bây giờ bốn người càng quát lấy áo ngoài Đức Chúa Giêsu cắn chia ra làm bốn phần, còn áo trong thì để vậy mà bắn thăm ai được thì lấy. Đoàn những sai cùng càng quát cả và thiên hạ nhau cười làm cho xấu hổ, mà Đức Chúa Giêsu nguyện rằng: Vì